người cùng bơi xem thử nếu như mà một ngày mình trở thành người nổi tiếng thì sẽ như thế nào nhé. Let's go. À và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì Bơ cũng muốn nói luôn, đó chính là video này chỉ mang tính chất giải trí là chủ yếu, cho nên là mong mọi người có những phút giây vui vẻ khi mà xem video này nhé. Như thường lệ thì khi ngủ dậy tụi mình sẽ vệ sinh cá nhân, là bao gồm đánh răng, rửa mặt đúng không? Buổi tối thì mọi người ngủ dậy cũng có dầu thừa trên da, cho nên là nhớ rửa mặt bằng sữa rửa mặt để cho sạch nhất có thể và để không bị mụn nha. Còn bây giờ thì Bơ tắm và thay đồ đây, hẹn gặp lại sau khi mà Bơ đã tắm xong. Sau đó tụi mình cùng nhau trang điểm nha. Người nổi tiếng nào khi ra đường thì họ cũng sẽ trang điểm hết trơn á, không có ai để mặt mộc ra đường đâu. À và hình như là có, nhưng mà rất là ít luôn, cho nên là phải thật là xinh đẹp để xuất hiện trước mặt mọi người mà, phải không? Đã mặc xinh đẹp rồi thì mình không thể nào thiếu được cái quan trọng, đó chính là mùi thơm. Khi mà mọi người ra đường thì mọi người nhớ xịt nước hoa nha, tại vì đó cũng là một cách mà mình tôn trọng người đối diện á. Sau đó tụi mình cùng nhau ăn sáng nha. Buổi sáng hôm nay thì Bơ ăn rất là đơn giản luôn, đó chính là ăn trứng với thịt xông khói kèm thêm một ly cà phê và một ít trái cây nè. Ăn trái cây vào buổi sáng rất là tốt cho cơ thể luôn á. Lúc này là Bơ chuẩn bị đi làm rồi, nhưng mà nhìn ra là cái bộ đồ hôm nay của mình màu xanh. Bơ cũng có mấy cái túi màu xanh, nhìn nó cũng hợp hợp nè. Đây là Bơ đứng Bơ băn khoăn nãy giờ luôn, không biết ở đây có ai như Bơ không, rất là khó chọn đồ luôn á, kiểu hay bị băn khoăn á. Nhưng mà bây giờ Bơ sẽ chốt luôn cái túi to này để đựng được nhiều đồ, tại vì Bơ sắp trễ làm rồi á. Và Bơ đến công ty rồi nè. Hôm nay thì công ty của Bơ có một cái cuộc họp á mọi người. Trong cuộc họp này thì Bơ sẽ ký được một cái hợp đồng quảng cáo nữa, nói chung rất là vui. Bình thường thì Bơ cũng rất là ít đến công ty luôn, chỉ khi nào có lịch họp hoặc là luyện tập thì Bơ mới lên công ty thôi. Còn bây giờ thì Bơ đang có mặt ở một cái chỗ tài trợ đồ cho Bơ để Bơ đi diễn nè. Ở đây thì có một cái đầm dạ hội rất là đẹp luôn, nhưng mà cái nón không hợp. Bơ có hỏi là nhà thiết kế thì nhà thiết kế nó hoàn toàn có thể thay đổi cho Bơ luôn á. Sau khi mà Bơ thử được cái bộ đồ này thì Bơ rất là ưng ý luôn. Trời ơi, dễ thương, dễ may. Và Bơ chắc chắn là cái bộ đồ này sẽ giúp Bơ đẹp hơn gấp 10 lần. Nhà thiết kế rất là dễ thương, còn gửi tặng quà cho Bơ đem về nữa nè. Buổi sáng hôm nay thì Bơ không có lịch đi quay hay là đi chụp gì hết trơn á, chỉ có đi ký hợp đồng nè với lại gặp những bên nhà tài trợ. Còn bây giờ thì Bơ đang có mặt tại một cái cửa hàng đá quý và ông chủ ở đây rất là dễ thương luôn, và ông chủ có mời Bơ hợp tác trong cái dự án sắp tới của bên công ty á. Bên công ty này thì có mời Bơ làm gương mặt đại diện cho bên họ trong vòng 1 năm. Ban đầu thì Bơ hơi băn khoăn chút xíu tại vì thời gian nó hơi lâu á. Nhưng mà sau khi mà xem tác phẩm của họ rồi thì Bơ rất là thích cũng như là rất là hài lòng luôn, nên là Bơ đã quyết định ký hợp đồng luôn nè. Mới đó thôi mà tới trưa rồi mọi người, và Bơ cũng về nhà rồi. Sau đó thì Bơ có đi tắm, thay đồ và gọi đầu xong. Bây giờ thì Bơ đang bôi kem dưỡng ẩm cho da. Sau đó thì Bơ sẽ đắp mặt nạ để phục hồi cho da nè. Tại vì hôm nay trời nắng hơn mọi ngày nữa, cảm giác rất là rát da mặt luôn á. Còn bây giờ thì đợi mặt nạ khô và tụi mình đi rửa mặt nữa là xong. Bơ rửa mặt xong rồi nè, bây giờ mọi người cùng Bơ chăm sóc cho tóc nha. Tại vì tính chất công việc á, cho nên là Bơ thay đổi kiểu tóc với lại thay đổi màu nhuộm tóc sẽ hơi nhiều, nên thành ra tóc của Bơ rất là khô luôn. Nếu mà mình không chăm nó thì nó sẽ rất là khô, với lại nó bị chỉ ngọn tùm lum hết trơn, sẽ không có đẹp đâu. Bây giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi, mời mọi người ăn trưa chung với Bơ nha. Hôm nay thì Bơ có mua ngoài cái mì xá xíu này, ăn cũng khá là ngon, với lại một chút xíu rau và nước trái cây nữa nè. Cắn nghe bụng là chuồng da mắt, cho nên là bây giờ Bơ đi nghỉ trưa đây. Hẹn mọi người sau khi mà Bơ đã ngủ dậy vào buổi chiều nha. Bye bye. Bơ đã ngủ dậy và thay đồ tắm xong hết rồi nè. Bây giờ thì Bơ sẽ trang điểm một chút xíu và dưỡng da. Bây giờ thì mọi người cùng Bơ chuẩn bị đi làm tiếp thôi. Đúng là lao động là vinh quang luôn á. À và trước khi ra khỏi cửa thì Bơ phải xịt nước hoa với lại lấy cái túi xách này và đem đi. Buổi chiều hôm nay thì bên đạo diễn có nói với Bơ là mặc đồ màu hồng á mọi người, nên là bây giờ Bơ sẽ thêm một cái nơ màu hồng nữa cho dễ thương. Hôm nay thì Bơ sẽ có lịch quay, thay vì make up ở nhà như bình thường thì Bơ sẽ được một chuyên viên make up ở bên đoàn á mọi người, họ sẽ make up cho mình để cho nó chỉnh chu hơn. Với lại trong lúc chị này đang make up cho Bơ thì Bơ có xem qua kịch bản quay của ngày hôm nay. Mặc dù Bơ đã xem ở nhà rất là kỹ rồi, nhưng mà Bơ bị cái tính lo xa, sợ lên là nó sẽ bị sai cái này sai cái kia, với lại như vậy nó cũng không chuyên nghiệp, nên là Bơ phải đọc thiệt là kỹ, giống như là mọi người đi thi mọi người sẽ ôn bài á, giống vậy á. Còn bây giờ thì Bơ đến đoàn làm phim rồi, lúc này thì Bơ có gặp lại cái anh đồng nghiệp. Cái anh này sẽ quay chung với Bơ ngày hôm nay luôn, và ảnh rất là giỏi trong cái mạng diễn xuất này, cho nên là ảnh cũng chỉ Bơ được nhiều thứ nữa. Với lại Bơ cũng học hỏi rất là nhiều, tính ra ảnh là tiền bối của Bơ luôn á. Còn cái này là mọi người đang chuẩn bị on set và bắt đầu quay nè. Hôm nay thì Bơ sẽ quay quảng cáo và lại quay phim luôn. Quảng cáo này thì là một cái quảng cáo ngắn để mình chèn vào phim thôi, cho nên quay nó cũng không có cực lắm, với lại thoại cũng không có nhiều. Chủ yếu là mình sẽ quảng cáo cho sản phẩm với lại uống cái sản phẩm thôi. Sản phẩm hôm nay Bơ quảng cáo đó chính là nước tăng lực của cái hãng này nè mọi người.
Trong mỗi set quay thì Bơ sẽ được nghỉ ngơi sau khi mà đã quay xong. Bây giờ thì bạn trợ lý của Bơ đang đưa đồ ăn cho Bơ để Bơ ăn dặm nè mọi người. Bơ giống như là em bé và bạn này giống như là bảo mẫu của Bơ. Bạn chăm Bơ từng ly từng tí một luôn, rất rất là dễ thương. À nhưng mà ăn uống vẫn không thể nào quên xem kịch bản nha mọi người, tại vì Bơ sợ sẽ nói sai á. Lúc nãy mọi người cùng Bơ quay quảng cáo rồi, bây giờ mọi người cùng Bơ quay phim nha. Và cái phim này sẽ là phim dài tập, nên là mỗi ngày mình chỉ quay có một chút xíu thôi. Và mình quay rất rất là nhiều ngày luôn. Còn ở đây thì Bơ đang quay trong cái phân đoạn là mình sẽ làm game thủ để chơi game với mọi người. Nói chung thì Bơ cũng rất là thích cái công việc này, vì mình sẽ hóa thân được vào nhiều người khác nhau. À, nói chung Bơ cũng rất là vui luôn á. Lúc này thì Bơ quay xong phân đoạn của ngày hôm nay rồi, và đạo diễn có khen Bơ với anh đồng nghiệp là rất là hợp cả với nhau trong quá trình quay phim luôn. Và đạo diễn rất là đề cao Bơ. Quay xong thì trời cũng đã tối rồi, cho nên Bơ với lại anh đồng nghiệp này quyết định sẽ đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản. Ở đây thì chủ yếu cũng sẽ ăn sushi, ăn đồ sống với lại ăn mì ramen đồ mọi người và uống trà. Trời ơi, một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Sau đó thì Bơ sẽ không có về nhà vội mà còn đi mua sắm nữa. Ở đây thì Bơ sẽ mua thêm cái túi màu đỏ này, trời ơi, là bộ sưu tập mới luôn á, nhìn rất là dễ thương. Kiểu càng lớn mà càng bị đề cao những cái bông tai, những cái phụ kiện đi kèm á, nên là Bơ cũng mua được hai đôi bông tai mới nữa, với lại một cái váy nữa. Lúc này là Bơ định mua thêm vài món phụ kiện nữa, nhưng mà nhìn đi nhìn lại mấy cái món này không có hợp với Bơ, nên là tính tiền và cùng Bơ đi về nhà thôi. Bơ về tới nhà rồi nè mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi tắm, thay đồ và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả nha. Sau khi tắm xong thì Bơ sẽ ngồi dưới phòng khách và ngồi chơi máy tính một chút xíu. Và Bơ sẽ coi YouTube nè, hoặc là Bơ sẽ lướt những cái mạng xã hội để giải trí. Trời ơi, thời gian vàng trong ngày của Bơ á. Lúc này thì Bơ có hơi đói bụng một chút xíu, nhưng mà thay vì ăn cái gì đó thì Bơ quyết định sang trái cây. Thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là cũng không có tăng cân nữa. Làm cái nghề này mà tăng cân là tiêu luôn. Sau đó thì Bơ có đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thôi. Lúc này thì cũng khá là trễ rồi, ngủ muộn thì sẽ bị nếp nhăn ở mắt với lại bị thâm quầng mắt nữa. Sau đó thì Bơ còn bôi kem dưỡng da cho mặt nè, bôi kem dưỡng cho tóc với lại chải tóc trước khi ngủ. Mặc dù cái thói quen này nó không tốt lắm, nhưng mà Bơ học được trên mạng á, chính là xin chải tóc thì tóc mình sẽ nhanh dài ra. Dạo gần đây thì Bơ đi nuôi tóc dài nữa. Sau đó thì Bơ sẽ dưỡng da body để da body của mình lúc nào cũng sẽ sáng với lại trắng khỏe nữa. Cơ thể tóc và da body thì Bơ sẽ dưỡng nó ít hơn, nhưng mà da mặt lúc nào cũng phải dưỡng nhiều nhất. Tại vì Bơ có một cái sợ đối với những cái mụn á mọi người, Bơ rất là sợ mụn nó xuất hiện trên mặt của mình luôn. Đến đây mặc dù không muốn nhưng mà phải nói là chào tạm biệt với mọi người rồi. Nếu như mà mọi người thấy video này hay, đừng quên cho Bơ xin một nút like. Và nếu như mọi người thích Bơ, đừng quên cho Bơ xin một nút subscribe nha. À, và cũng đừng quên comment ở phía dưới những cái gì mà mọi người muốn Bơ làm nữa. Bơ sẽ luôn luôn đọc hết tất cả các comment của mọi người. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.